Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 34, chương 336, tùy cô xử trí. Đừng cự tuyệt ảnh nữa. Ảnh nói thì thầm, trong đôi mắt có vẩn phải vẩn khát vọng, nhiều hơn nữa là thâm tình. Đừng cự tuyệt ảnh nữa, anh cũng là con người, cũng phạm lỗi lầm, nhưng xin hãy cho anh một cơ hội. Cũng là cho tương lai của chúng ta một cơ hội, có được không em? Hoan Nhan không trả lời, chỉ là vùng vẫy từ trong ngực anh yếu dần đi. Cô ngước nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Đây là người cô khao khát bao nhiêu lâu, đã từng mơ ước biết bao về một tình yêu duy nhất. Anh có thể không thay lòng, làm ra chuyện gì tổn thương em, phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta lần nữa. Cô liên tục truy hỏi, cảm thấy khóe mắt nóng bỏng, nước mắt như trực trờ rơi xuống. Sẽ không, tuyệt đối không. Nếu anh mà làm loại chuyện như vậy, em hãy phạt anh đi, phạt nó noãn cả đời không nhận anh làm cha. Anh cúi đầu che lại môi đỏ mọng của cô, nghiêng người hôn. Bà xã, anh sai lầm rồi, sai thật rồi. Phòng tuyến trong lòng lúc này lấy lỏng ra một chút xíu, bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay cô mềm nhũn vòng quanh cô anh, chịu không được thân hình cường tráng của anh, cảm nhận được sức nặng của anh đè xuống người làm cô ngạt thở. Hô hấp không nổi, lại cảm thấy được như vậy, cảm giác thật sự là hạnh phúc thỏa mãn. Cô thật không muốn buông thà nữa. Em đồng ý, bất kể như thế nào, cũng không được bỏ rơi em và con gái. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, dùng hết sức ôm chặt lấy anh. Sẽ không, bà xã, em hãy tin tưởng anh. Anh buông đôi môi dính đỏ mọng của cô ra, không ngại làm phiền người khác nhìn cô cam đoan một lần nữa. Hoàn Nhan lúc này mới nháy mắt, hơi lộ ra một chút ý cười, ngón tay cô lướt qua gương mặt anh, đầu ngón tay viền quanh khuôn mặt. Hơi lạnh ngón tay mang theo ma lực, làm cho anh không khỏi trầm luôn vào. Nơi này, về sau chỉ có thể em nhìn thôi. Cô dí dỏm vuốt ve đôi mắt của anh, học theo cách nói của anh, bá đạo và kiêu ngạo. Được, chỉ nhìn mỗi mình em. Anh cười, nhướng hàng lông mày lên, anh cảm thấy vui thích khi nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô. Cái tay này cũng chỉ có thể nắm tay em, chỉ có thể chạm vào mỗi em. Cô cầm bàn tay to lớn của anh, bá đạo tuyên bố. Đều nghe theo em. Dứt lời, anh ôm cô vào trong ngực, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô, cúi xuống nhìn mặt cô. Ai có thể nghĩ tới thần Tống Hạo, lúc trước vô pháp vô thiên, từ trước đến giờ không ai bì nổi, bây giờ lại bị một người phụ nữ nhỏ bé ăn sạch sành sanh. Anh không vừa ý. Cô không chút do dự nhíu mày nhìn anh, lớn giọng hỏi lại. Anh làm sao dám, làm sao dám? Anh cúi đầu, nụ cười tràn ngập nhìn lại cô. Anh cam tâm tình nguyện bị em ăn sạch sẽ, tốt nhất bây giờ có thể bị em không nói rằng ăn không còn mảnh giáp. Nói ba câu là thế nào cũng không đàng hoàng, cẩn thận không dạy anh dạy hử noãn noãn. Hoàn Nhan bật cười nhìn anh, ngón tay vô thức bắt đầu vườn về quanh ngực anh. Bảo bối của chúng ta về sau cũng không nên giống em, sao mà nhu nhược, hử một chút cũng tốt. Tốt nhất giống như anh, vậy mới không bị đàn ông khỉ dễ. Noãn noãn sao lại háo sắc giống anh được? Hoàn Nhan giận dữ mắng một tiếng, ngước mặt lên cắn một phát vào sườn quai xanh của anh. Cô trợn tròn mắt, cầu hồn đoạt phách khiêu khích nhìn lại anh. Đại sắc lang, anh cũng có hôm nay. Anh nhận tội, tùy em xử trí. Anh bật cười, bị nụ hôn của cô trêu đùa, dường như không khống chế được phần cơ thể đang háo hức. Anh nói. Hoàn Nhan xấu xa cười nhẹ, chợt ôm lấy anh chặt hơn, thân hình mềm mại dán sát vào người anh, nụ hôn của cô hơi nhích lên. Đầu tiên là xương quai xanh, kế đó là lướt nhẹ đến đầu hầu kết. Cuối cùng là cái ấn vào cằm của anh, đầu lưỡi mềm nhẹ, nhàng vờn quanh. Cảm giác phía dưới cơ thể anh càng cứng, Hoàn Nhan bật phì cười một tiếng, cắn dày dày lỗ tai anh nói khẽ. Này, anh vẫn còn nhịn tới khi nào? Chương 337, niềm vui đến chậm. Tiểu yêu tinh, anh chợt gắt gao nhìn cô chăm chú, cắn răng thì thầm ra tiếng, nghiêng người đè cô xuống dưới thân thể mình. Nụ hôn cuồng nhiệt bao trùm, cánh môi cô đầy đặn giống như đóa hoa nở rộ, chất lòng ngọt ngào và ngát hương làm anh không cầm được, muốn thưởng thức lên. Không biết qua bao lâu, hai người tựa hồ hô hấp không thông, anh mới buông cô ra, hơi thở nặng nề và dồn dập.
Hoan Nhan giơ tay lên, áo ngủ xốc rách, nửa che nửa chặn nửa che, dáng vẻ uyển chuyển mê hồn. Đầu ngón tay vỉn quanh khe môi của anh lau khô những giọt nước đọng mơ hồ, rồi giống như cố ý từ đôi môi lướt dần xuống cái cằm ngang ngạnh. Cô không biết giờ phút này nhìn dáng vẻ cô tóc tài tán loạn, hơi thở gấp gáp, gò má ửng hồng giống như hoa đào gặp nước, rơi vào đáy mắt anh thật mê người. Em lại đang cố ý cầu dẫn anh. Anh nói nhấn mạnh từng câu từng chữ, chợt há miệng vừa đúng cắn vào ngón tay cô, đầu lưỡi lướt qua trong nháy mắt, giống như dòng điện xẹt qua khắp người. Hoa Nhan không khỏi bật thốt thành tiếng. Ông xã. Cô không hiểu sao mình lại ngây ngốc hồ một tiếng ông xã, sau đó như thiên lôi đụng đến địa cầu, người đàn ông kia dùng tất cả cuồng nhiệt để cho cô hiểu, trăm ngàn lần không thể đắc tội, trên thân đàn ông. Bây giờ em không còn thừa nhận đã quyến rũ anh. Anh buông cổ tay cô ra, đem hai tay cố định hai bên cơ thể cô, cúi thấp người, hơn nửa phần sức nặng nề, trực tiếp đè người cô xuống. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, anh xấu xa ở bên tai cô thì thầm. Anh lúc ấy nói, muốn thực hiện rồi. Cái gì? Hoàn Nhàn giả vờ ngu ngốc, nhưng nét mặt không có tiền đồ đã đỏ bừng. Em nói cái gì? Em có thể nhớ kỹ cảm giác này. Anh đến cùng 5 năm rồi, không có gần nữ sắc. Áo ngủ của cô bị anh tiện tay lôi để qua một bên, cơ thể trắng nõn như ngọc hiện ra trước mắt anh. Thần Tống Hạo giơ tay vớt về dọc theo cơ thể cô từ trên xuống dưới, này có nổi có lõm, so với 5 năm trước quả thật không giống nhau. Thay đổi thật nhiều. Anh vừa hôn cô, vừa xấu xa nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Chỗ nào? Hoàn Nhan bị anh hôn đến khó thở, đôi tay vòng lên trên vai anh, mềm mại như không có lực. Đầu ngón tay chạm vào trước ngực cô, anh oa oa nỉ non. Chính là chỗ này, giống như so với trước kia. Trong mắt anh sáng khẽ, lóe lên nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, cũng không nghĩ nhịn được, anh nghiêng người, hai tay cố định ở bên eo cô. Bà xã. Dịu dàng thì thầm, trong nháy mắt, anh đã tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất. Hạo, chậm một chút. Hoàn Nhàn chợt nhíu lông mày, cảm thấy hàng loạt đau đớn ập tới. 5 năm rồi, cô đối với chuyện vợ chồng này chưa kịp thích ứng. Nhàn Nhàn, anh sẽ từ từ, em cố chịu một chút. Anh hôn cô, một lần rồi một lần vuốt ve thân hình của cô, an ủi, làm cho cô không hoảng sợ nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cô dần dần quên mất sợ hãi, quên mất đau đớn, hùa theo anh lên trời xuống đất, bay thật cao, vào 9 tầng mây. Trận hoàn hái này, tới trễ, lại mạnh lẽ như vậy, anh tự như không biết mệt mỏi, muốn cô không biết bao nhiêu lần. Hay là muốn chứng minh, anh quả thật như chính lời mình nói, đã 5 năm không gần nữ sắc. Bóng đêm thâm trầm, không còn âm thanh nào nữa, cô mới mệt mỏi nằm trong ngực anh ngủ mê mệt. Lúc ấy, anh mới buông tha cho cô, ôm cả người cô thật chặt vào trong ngực ngủ say sưa. Khi tỉnh lại đã là gần quá trưa, Hoa Nhan vừa mới mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt. Cô giật mình tính đẩy anh ra, lại phát hiện toàn thân mình không mảnh vải, đỏ mặt thẹn thùng, cuống quýt vội vào trong chăn, che mặt lại không dám nhúc nhích. Đừng ngủ nữa, đứng lên đi tắm nào, sau đó chúng ta xuống lầu ăn cơm. Anh ở phía ngoài tấm chăn nhẹ giọng dụ dỗ cô, Hoa Nhan lắc đầu quầy ngoại, giọng nói ồm ồm vọng ra. Không đi đâu, mệt quá. Vậy anh ôm em đi xuống phòng ăn. Anh dịu dàng nói, không sợ người khác làm phiền trêu cho cô. Không cần, em tự đi xuống lầu được. Hoàn Nhan lộ ra đôi mắt ngượng ngùng và cười khẽ, cô mới không muốn bị người khác chê cười. À, vậy mau đứng lên tắm thôi. Anh cười đưa tay qua kéo cô, lấy áo ngủ dày bao phủ lấy cô, trực tiếp ôm cô đến phòng tắm. Hai người cùng nhau tắm rửa, thiếu chút nữa lại lao xuống cướp cò. Nếu không phải anh thương cô tối qua mệt đến không còn hơi sức, e lại dùng hồng hằng muốn cô thêm lần nữa. Khi đi xuống lầu, đã đến giờ ăn trưa, Hoàn Nhan nhìn khuôn mặt tươi cười của chị Tần, giận dữ trợn mắt nhìn Thần Tống Hạo. Đứa ngốc! Anh xoa xoa tóc cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Muốn ăn món nào, anh gắp cho em. Tụi em có thể làm được. Hoàn Nhàn cầm đũa gõ một cái vào tay anh. Thần Tống Hạo chỉ cười nhìn cô,
trong mắt đều ánh lên vẻ thỏa mãn. Cơm ăn được một nửa, điện thoại Thần Tống Hạo chợt vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng rồi để qua lên bàn, không khỏi lầu bầu một tiếng. Chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa, không nghe. Anh nghe điện thoại đi, ngộ nhỡ có việc gì gấp thì sao? Hoàn Nhan nhìn anh, đem điện thoại đưa tới. Bắt máy hỏi một chút đi, không phải việc gấp, bọn họ chủ nhật làm sao lại gọi điện thoại tới cho anh? Có chuyện gì? Tổng giám đốc thân, xin mời ngài lập tức tới công ty ngay. Các ngài trong hội đồng quản trị đang cãi nhau ầm ĩ, khắp nơi đều là lời đồn đãi chuyện khu đất Thúy Đề Nhã Trúc kia. Giọng nói oang oang trong điện thoại, đến Hoàn Nhan ở phía sau cũng nghe rõ. Thần Tống Hạo đứng bật lên rời bàn ăn, mặc áo khoác vào, cũng không kịp nói nhiều với cô, vội vã lấy xe ô tô chạy đến công ty. Anh đi rồi, Hoàn Nhan cũng không có tâm tình ăn cơm tiếp. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng. Sau đó gọi điện thoại cho Kỳ Trấn, nhưng không ai nghe máy, gọi cho Trần Nhị, cũng vẫn tắt máy. Tim Hoàn Nhan như bị ai đè nén càng lúc càng trầm trọng hơn. Cô ngồi không yên ở trên ghế salon, xoay mặt nhìn phía ngoài phòng khách. Sắc trời u ám nặng nề, cơ hồ muốn mưa, mây đen dày đặc như đè lên đỉnh đầu người, khiến cho không ai có thể thở nổi. Chương 338, sống chết trước mắt. Cô ngồi không yên ở ghế salon, quay mặt nhìn về phía phòng khách. Sắc trời u ám nặng nề, cơ hồ muốn mưa, mây đen dày đặc như đè trên đỉnh đầu người, khiến cho không ai có thể thở nổi. Thiếu phu nhân, cô ăn thêm chút gì nữa đi. Chị Tần vẫn thân thiết xưng hô với cô như trước kia, ân cần mở miệng khuyên nhủ. Hoàn Nhan mệt mỏi đứng lên, khoát tay, vừa muốn nói, ngón tay lại không biết trong lúc vô tình đào quà quét nơi nào, chỉ nghe một tiếng phịch, tiếp theo là tiếng thủy tinh bị bể truyền đến. Hoàn Nhan lúng túng xoay người, nhìn trên đất mảnh văng tung tóe. Cái bình hoa kia cô vẫn còn ấn tượng, giống như 5 năm trước khi ông nội còn sống đã thấy được nó được ông nội đặt ở trong phòng khách. Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, sớm không thể không muộn, cố tình vào lúc này bị cổ vô ý của chúng, thế là biến thành một đống vứt đi không đáng một phần tiền. Ôi chao, này! Chị Tần hình như cũng sợ hãi, đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hoàn Nhan, chị cuống quýt cười nói. Thiếu phu nhân, cô đi nghỉ một lát đi, để tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này được rồi. Chị Tần, bà quản gia chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Hoàn Nhan tinh thần không ổn, cô vừa mặc áo khoác thật nhanh, vừa cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Dạ biết, thiếu phu nhân. Chị Tần thấy sắc mặt của cô hơi khó coi, không dám nhiều lời, lật đật đi kêu xe chuẩn bị cho Hoàn Nhan. Khi xe mở chạy ra khỏi phòng khách, bầu trời âm u liền đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Cô vươn tay ra, những giọt nước rơi trên bàn tay mơ hồ đau nhói, đáy lòng Hoàn Nhan như rơi vào vực thẳm u tối. Chị Tần cầm ô che trên đỉnh đầu cô, thận trọng nói. Thiếu phu nhân, vẫn phải đi ra ngoài sao? Trời mưa to quá. Phải. Lập tức đi đến công ty của Hạo. Hoàn Nhan trầm giọng nói, sau đó đi vào trong màn mưa. Chị Tần lật đật chạy theo sau, không ngờ gió lốc mạnh quá, cái ô bị thổi bật nghiêng ngả, nước mưa tuôn ẩm ĩ. Trong nháy mắt, bộ đồ trên người cô đã ướt hơn phần nửa. Hoàn Nhan cũng không để ý, chỉ vội vã đi về phía xe đang đậu. Đến công ty. Cửa xe đóng ầm một cái mạnh, tài xế lập tức chạy ra cổng. Mưa to dọa người, gió thổi gào thét không ngừng. Trong màn mưa về kín, xe gian nan từng tấc chạy về phía trước. Trong lòng Hoàn Nhan thật khó chịu, nỗi sợ hãi từng chút dâng cao. Trong phòng họp thường vụ ở tầng cao nhất, tiếng cãi vã liên tục đình tai nhức óc. Thần Tống Hạo đứng trước cửa sổ to sát đất, nhìn thẳng ra phía màn mưa không nói một lời. Ban đầu, tôi đã trăm phương nghìn kế ngăn cản A Hạo, chúng ta không thể tiêu phí lớn như vậy, tài lực vật lực đi. Cạnh tranh một khu đất còn chưa khai thác, cô ta cố tình không nghe. Bây giờ mấy ông xem. Đúng rồi, A Hạo, cô ta bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Mấy lão già chúng ta thế hệ chú bác nói chuyện có ai coi ra gì sao? Tôi nói, lão Trương, không bằng chúng ta cũng từ chức thôi. Thân thị từ lúc khởi nghiệp tới bây giờ, có khi nào tình hình lại bị đát như bây giờ? Bây giờ nói những lời này có ích gì? A Hạo tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng ông cụ lại giao thân thị to như vậy cho cậu ta phụ trách,
Bây giờ nhìn đi. Các người bớt tranh cãi một ít đi, hãy suy nghĩ tìm biện pháp cứu vãn. Cục diện hiện tại mới là mấu chốt nhất. Cứu vãn thế nào? Buồn cười, từ xưa tới nay dần bất hòa quan đấu, huống chi chúng ta đang ở trên địa bàn người ta. Tôi nói này anh Mục Dương, anh đừng quá ngây thơ. Theo tôi thấy, chuyện này vốn là cái bẫy, tập đoàn LN buông ra lời đồn ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, vẫn cũng phải lấy cho được mảnh đất kia, tung hỏa mù cho chúng ta. Lần này tốt rồi, chúng ta đấu thầu thành công, cũng không thấy người ta bị chọc tức tới điên, rõ ràng chúng ta bị gài bẫy rồi. Chính phủ làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không một ai đoán được tiếng gió nào? Chính sách của chính phủ, 3 ngày thay đổi như vậy, 5 ngày thay đổi như kia, ai có thể đoán được? William, người ta là bạn tốt của thị trưởng Đằng. Hiện tại, bí thư từ đi tỉnh họp đến 3 tháng, mọi việc lớn nhỏ đều do thị trưởng Đặng định đoạt. Đừng nói là một mảnh đất, nếu hiện tại người ta ép chúng ta rời khỏi thành phố A, có ai có thể một chữ nói không? Ngược lại, tôi muốn nhìn xem người này có bao nhiêu khả năng. Thần Tống Hạo chợt xoay người, giọng nói không lớn nhưng cũng uy chấn 10 phần. Mọi âm thanh đang nhao nhao ồn ào cũng dần yên lặng. Kỳ Chấn và Trần Nhị đối diện nhìn một cái cũng mở miệng tiếp lời. Hiện tại trước mắt, mọi người lại không nghĩ biện pháp nào để qua được cửa ải khó khăn này, còn ngồi đây oán trách tôi. Tôi oán trách anh. Nếu như thần thị thật sự có bất chắc gì, các vị cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Theo tôi được biết, trong tay các vị thành viên ban hội đồng quản trị nắm một số cổ phần, hoa hồng cũng không ít, còn mượn danh tiếng thần thị ở bên ngoài thu lợi cũng không phải là con số nhỏ. Một câu vừa nói xong, nét mặt mấy người đang ngồi xung quanh bàn họp thay đổi, thật khó nhìn. Thậm chí có người đang nhìn bọn Kỳ Chấn trong đáy mắt mơ hồ oán hận. Về mảnh đất Thúy Đề Nhã Trúc kia, chính phủ bị dự án tạm thời đưa giá thấp thu hồi lại, ai cũng không cần bàn luận nữa. Chuyện này tôi sẽ xử lý, chỉ là... Thần Tống Hạo ngừng lại, trên mặt như cũ vẫn không mảy may khẩn trương, ngược lại mang theo vẻ mặt chắc chắn nhàn nhã. Chỉ là chuyện này vẫn chưa có gì xác định, tôi không muốn nghe bất kỳ ai bàn tán chuyện này, gây xôn xao đến nhân viên, công ty, tất cả, rõ chưa? Tôi nói này anh Hạo, anh chuẩn bị giải quyết chuyện như thế nào? Bên phía thành phố văn kiện cũng đều đã phác thảo hoàn chỉnh rồi. Nếu chỉ là phác thảo, vậy nói rõ chuyện còn chưa quyết định. Nếu như chưa có quyết định chắc chắn, vậy còn có thể thương lượng lại. Tôi không tin chính phủ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để chèn ép một công ty lớn có danh tiếng. Tôi cũng không tin thân thị của chúng ta trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, chuyện nhỏ này mà không vượt qua được. Tốt tốt tốt, đúng là nghe con không sợ cọp. Anh đã chắc chắn như vậy, chúng ta có thể yên tâm. Nhưng mà A Hạo à, tôi và mấy chú bác đây tuổi cũng đã lớn, tôi không muốn chiếm chỗ ngồi hoài mà không có cống hiến nào. Tôi thấy Kỳ Chấn và Trần Nhị bọn họ rất có khả năng, không bằng chúng tôi từ chức. Thần Tống Hạo cười nhạt, ngẩng đầu liếc nhìn mấy lão già cáo già ngồi trước mặt. Anh không lên tiếng, mãi một lúc sau đợi đến kỳ của mấy người không chịu nổi đòn cân não. Bây giờ, Thần Tống Hạo mới nhàn nhã đi tới chỗ ngồi ghế salon, cười cười nói. Mấy vị chú bác, tôi có mấy câu muốn nói. Chương 339, ông xã nuôi em. Tổng giám đốc Thân, xin mời ngài nói. Cố làm ra vẻ cung kính, lại mang theo dụng ý khác. Thần Tống Hạo cũng không so đo, chỉ hơi hơi gật đầu nói. Thần thị có được như ngày hôm nay, căn bản là nhờ mấy vị chú bác bỏ ra nhiều tâm huyết không thể cân đo đong đếm. Nhưng thứ này tôi đều nhớ kỹ trong lòng, ông nội cứ dặn đi dặn lại, nếu gặp chuyện nhất định phải cùng mấy chú bác thương lượng thật tốt. Lời cười vừa thốt ra, mấy vị đang ngồi kia nét mặt không khỏi vinh váo, rừng rừng tự đắc. Cậu hiểu chuyện đó là tốt rồi, vốn không quên nên quên. Chỉ là tôi muốn dựa vào các chú bác đây cũng không đại biểu cho tất cả đều bị hội đồng quản trị thao túng. Hiện tại thần thị gặp khó khăn, Thần Tống Hạo tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần đấu đá nội bộ làm gì. Cá nhân tôi là tổng giám đốc, làm tốt hay không rất tạm thời không đề cập đến. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người hiện tại lưu ý chuyện này, cũng hy vọng các chú bác có thể giúp đỡ nhiều hơn. Trở qua cơn phong ba này, chỗ nào tôi làm không tốt hoặc trong lòng các vị không đồng ý, tôi đảm nhiệm vị trí này, đến lúc đó cứ việc nói thẳng. Vừa đấm vừa xa, không kiêu ngạo, không tự ti, sau vài câu nói sẽ kín đến giọt nước cũng không lọt, nói năng có khí phách,
Mấy vị trong hội đồng quản trị nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt ngầm nham hiểm. Chốc lát sau, người mới vừa nói khi nãy không nhanh không chậm mở miệng. Tốt, cô đã nói chuyện đến bước này, chúng ta hiển nhiên là đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Vậy thì phải cảm ơn các vị chú bác. Kỳ Trấn, mau, cậu mau tiễn các ngài ấy đây. Thần Tống Hạo đứng lên, khom lưng cúc cung thành khẩn, nhưng vẫn không kêu không xu nịnh. Kỳ Trấn ứng lời đứng lên đi ra ngoài, nét mặt vui vẻ trên mặt anh không giảm. Các người cũng đi ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh. Mấy người còn lại ngồi kia cũng lùi ra theo, Trần Nhị bước tới, rót cho anh một ly nước. À Hạo, anh làm thật, có chủ ý. Trần Nhị, cậu cũng đi ra ngoài trước đi, tôi muốn tập trung suy tính một số chuyện. Vậy cũng được, có chuyện gì anh kêu tôi ở phòng bên cạnh. Trần Nhị nhìn anh thấy nét mặt cũng không tệ, lúc này mới yên tâm, xoay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, trong phòng làm việc không còn người nào, thật im ắng. Khi nãy Tân Tống Hạo tinh thần còn kiên cường, bây giờ chợt suy sụp, cả người sững sờ, ngã ngồi trên ghế salon. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như chút, khiến lòng người càng thêm phiền. Anh cảm thấy ngực như có tảng đá khổng lồ ép đè vào, nặng nề, cơ hồ anh không thể thở nổi. Ai nhìn vào cũng biết chuyện này tồi tệ đến cỡ nào. Anh cũng biết, anh cũng thấy căn bản bây giờ không có một hướng đi nào. Chỉ có thể hy vọng tưởng thì tiết xuất sắc. Mặc dù không đến nỗi khiến thân thị bị sụp đổ, nhưng nguy cơ cùng tổn thất lớn như vậy khiến cho con đường anh đi sau này càng khó. Thậm chí việc này có làm cho anh khó giữ vững chức vụ tổng giám đốc. Mới vừa rồi, có mấy người cực kỳ bất mãn châm dầu vào lửa. Anh biết họ đã có quan hệ không tốt với chú của mình là Thân Tử Kiện, chịu nhiều ưu đãi của ông ấy. Nếu lần này thất bại thảm hại, anh không dám đảm bảo chuyện xảy ra lần trước ở Singapore có thể lịch sử tái diễn lần nữa hay không. Huống chi, bây giờ Nhàn Nhàn không thể sinh con được nữa, mấy người đó càng thêm có lý do chính đáng. Cơ nghiệp Thân Thị không thể cứ như vậy bị sụp đổ trong tay Thần Thống Hạo anh. Nghĩ tới đây là nghĩ tới tối hôm qua cùng với Nhàn Nhàn thân thiết. Thần Tống Hạo chỉ cảm thấy trong tim thật đau nhói, đầu trắng váng đau đớn như muốn ngất đi, cơ thể mệt mỏi như không có chút sức lực nào tựa vào trên ghế salon, dần dần co người lại. Anh nhắm mắt, muốn ổn định tinh thần, tập trung suy tính. Thế nhưng, đầu óc cứ rối loạn, căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp xuống, trời đất mịt mù, mưa như thác đổ. Anh ngơ ngẩn nằm ở trên ghế, nhìn giọt mưa to như cục đá ảo hạt, nện vào cánh cửa kính. Nước chảy liên tục thành dòng, nối nhau chảy dài xuống dưới, Thần Tống Hạo cảm thấy thất bại không nói lên lời. Nhắm mắt lại, muốn được an tĩnh nghỉ ngơi một chốc, nhưng trong đầu tự như có vô số cây kim từng phát chích vào thần kinh của anh. Chết tiệt! Anh chợt khàn khàn quát khẽ thành tiếng, bàn tay nặng nề vung lên, ly nước ở trên bàn bị anh quét văng xuống đất. Nước chảy thấm ướt tấm thảm mềm. Cái ly phát ra âm thanh nặng nề nhưng không có vỡ vụn. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng vang lên tiếng dường như có ai mở cửa vào. Thần Tống Hạo không quay đầu lại, chỉ mệt mỏi phiền não nói. Trần Nhị, tôi đã nói, các cậu ra ngoài đi, không cần vào đây. Tôi nói rồi, đừng tới làm phiền tôi. Anh chợt trở tay nặng nề đập xuống bàn làm việc bằng kính, nóng nảy gầm lên một tiếng. Ông xã, là em. Hoàn Nhàn cả người ướt nhẹp đứng nơi đó nói nhỏ, khuôn mặt tái mét, đôi môi trắng bệch, cô chật vật đứng im một chỗ, tóc dài ướt đẫm, vài lọn tóc dính bệt vào gò má, nhìn cô giống như mới vừa được người ta vớt lên từ trong nước. Nhàn Nhàn, sao em lại tới đây, trời mưa lớn như vậy, không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy tới đây. Xem em kìa, ướt hết cả rồi, mau đi tắm nước nóng không thì sẽ cảm đấy. Những phiền não lo lắng trên mặt anh trong chớp mắt dần dần tan biến không còn bóng dáng. Anh kéo tay cô đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nhẹ nhàng cau nhau. Ông xã, đôi mắt Hoàn Nhàn chợt đỏ lên, cô không phải ngốc, vừa rồi cô đều nhìn thấy rất rõ. Một mình anh nằm bất lực ở đó, nhất định là anh có chuyện gì lo lắng. Bởi vì từ khi quen biết anh đến nay, cô chưa từng gặp qua vẻ mặt của anh như thế này. Xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhàn chật nhào vô ngực ôm chặt lấy. Đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu em có được không? Em biết anh rất lo cho anh, em và Nãn Nãn không thể không có anh. Không có việc gì,
Ngoan, thật sự không có việc gì. Chỉ là lúc nãy bị mấy lão già trong hội đồng quản trị láo loạn, làm cho anh nhức đầu thôi. Em đừng lo lắng, chỉ cần em thoải mái vui vẻ, muốn làm gì thì làm. Có anh bảo vệ cho em mà loãn loãn, người hạ bối này vẫn sừ sức. Thần Tống Hạo khẽ cười, ôm chặt cô trong lòng. Hoan Nhan không nhìn thấy được nét mặt mệt mỏi của anh, tâm tình thoáng thả lỏng một chút. Lúc này cô mới phát hiện mình phát lạnh, run cầm cập. Chương 340, không thể sinh con. Thần Tống Hạo khẽ cười, ôm chặt cô vào trong lòng. Hoan Nhan không nhìn được thế nét mặt mệt mỏi của anh, tâm tình thoáng buồn lòng một chút. Lúc này cô mới phát hiện mình lạnh, phát run cầm cập. Lạnh quá. Hoan Nhan nép mình sâu vào trong ngực của anh, nũng nịu nhẹ nhàng nói. Ướt đến không còn chỗ nào khô, không lạnh mới là lạ. Nhanh đi tắm, ngâm nước nóng một hồi sẽ bớt lạnh. Thần Tống Hạo cưng chiều đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Em đến công ty tìm anh có chuyện gì không? Thế anh vội vã đi, em ở nhà cũng lo lắng ngồi không yên, nên đến đây thử xem. Cô chù cái miệng nhỏ nhắn. Ông xã, thật không có chuyện gì sao? Dĩ nhiên rồi, em xem chồng em lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, lúc nào thì có chuyện gì áp chế được anh? Giọng anh gượng cười, sợ cô lo lắng. Ừ, em tin tưởng anh, ông xã. Hoan Nhan từ trong ngực anh ngước đầu lên, ngón tay sờ vào khoảng ướt trước ngực. Nâng lên khuôn mặt tươi cười nói. Ông xã, anh cũng ướt. Muốn anh tắm cùng em. Anh cười nắm tay khuôn mặt cô, một chỗ với cô cười cười nói, cảm thấy những phiền muộn trong lòng giảm bớt rất nhiều. Em mới không muốn. Hoan Nhan xoay người đẩy cửa phòng tắm ra, nhưng chưa khóa lại, Thân Tống Hạo nhìn thấy không khỏi nở nụ cười. Nhìn bộ đồ nửa trên người phía đã bị ướt, thuận tay cởi áo khoác ra. Nhan Nhan, anh đến đây. Lúc xoay người đóng cửa, cô chợt tiến lại phía sau anh ôm chầm lấy. Ông xã, em yêu anh. Sao đột nhiên nhớ tới anh lại nói như vậy? Anh cầm tay cô, giọng nói hơi run rẩy một chút. Em chỉ muốn anh yên tâm, không phải lo lắng, em vẫn sát cánh cùng với anh, cho nên anh an tâm lo công việc, không cần để ý chuyện ở nhà. Cô áp sát vào lưng anh, nhẹ nhàng nỉ non. Thần Tống Hạo cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn, anh nắm chặt tay cô. Nhan Nhan, anh biết rồi. Cô thông minh như thế, biết anh gặp chuyện khó khăn, cũng không mang phiền phức gì cho anh, chỉ dùng phương thức của mình để cho anh yên tâm. Tỉnh táo không nhụt chí, nỗ lực vì người thân mình vượt qua bất kỳ sóng gió nào. Cô như vậy, hỏi ai lại không yêu mến. Hát xì, Hoan Nhan chợt chảy mũi thật to, cô cười khanh khách đem mặt cọ sát vào lưng anh. Ông xã, nước mũi dính đầy trên người anh rồi nè. Nói chuyện liên thuyên, cô không để lộ ra mình mới lau nước mắt, mỉm cười thản nhiên ngước mắt nhìn anh. Anh tình nguyện để em lau vào. Anh cúi đầu, không thèm để ý chút nào hôn cô. Nhan Nhan, anh yêu em, cả đời này chúng ta không chia xa nữa, nếu có chết, anh cũng muốn được chôn cùng em. Nói vậy, Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh, thế nhưng anh vẫn không để ý đến cười cười, nét mặt thỏa mãn nhìn cô. Tắm đến cuối cùng, một cách tự nhiên cô lại bị anh ăn sạch sành sanh, vùi ở ngực anh, cảm nhận được từng hồi một cuồng loạn mãnh, chạy nước rút, tiếng nước chảy ào ào, văng ra khắp nơi. Suy nghĩ của cô bắt đầu trôi theo gió, bám vào đầu vai cường tráng của anh, mặc cho mình hòa nhịp cùng anh, để anh dẫn dắt. Cảm giác thật tuyệt vời. Em có mệt không? Sau một hồi oan hái, đến tận cùng anh vẫn ở trong cơ thể cô không muốn ra ngoài, cầm gạt tai, hõm vai của cô, hai người nói chuyện nhát gừng. Mệt quá đi, cả người như muốn rời ra từng đoạn. Hoan Nhan tựa vào trong ngực anh, mà bàn tay của anh lại không an phận, xấu xa che úp vào bộ ngực trắng nõn của cô. Nụ hồng mềm mại lại vụt cả lên cao, thật xấu hổ vô cùng. Bây giờ ban ngày ban mặt, chẳng phải buổi tối lại làm chuyện mờ ám này. Em muốn đi ra ngoài. Hoan Nhan cúi đầu nói lắp bắp, nhưng ngón tay thon dài của anh vẫn ở trên bầu ngực trắng như tuyết của mình, tạo thành tương đối phản rõ nét, không tránh khỏi mặt đỏ tim đập nhanh. Nghỉ ngơi thêm một lát nữa rồi em về nhà đi, mấy ngày nay anh bận bề nhiều việc, trước tiên em có thể về nhà Duy An, ở đó cùng với bà mẹ. Anh săn sóc phân phó mọi việc cho cô lại khiến cô sinh lòng bất mãn, quay mặt lại trừng mắt nhìn anh. Mẹ nói, mỗi ngày anh phải tan ca về nhà đúng giờ.
Để qua mấy ngày này có được không? Ngoan. Anh cười nhìn cô, thích cô đều dính mình như vậy. Nếu như lần này thân thị vượt qua khó khăn, anh thật muốn chắp tay, dứt khoát giao tặng công tử lại cho chú của mình. Còn bản thân thì cùng với Nhan Nhan thong dong ra tháng ngày bên nhau. Cũng được. Hoan Nhan không vui xoay người lại, tựa đầu vào vai anh. Vậy bao lâu em mới có thể gặp lại anh? Bé ngốc à, anh không phải không đi tìm em, dành rồi anh sẽ chạy đi tìm em và Noãn Noãn. Yên tâm đi, đối với anh, em và con mới là quan trọng nhất. Trong lòng anh thầm thở dài một hơi, cho tới giờ, phút này anh mới hiểu rõ, mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình ấm áp. Mà hiện tại, anh thật bấp bênh, làm thế nào cho người mình yêu yên tâm dựa vào. Thay quần áo sạch xong, lại cùng ăn trưa với anh, Hoan Nhàn mới ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh để tài xế đưa cô về nhà. Xe chạy còn chưa về đến biệt thự của hai người, điện thoại cô réo chợt vang lên. Cô nhấn nút nghe, là do Thích Dùng Dùng gọi tới. Bà không nói gì nhiều, chỉ muốn cô mau chóng tới gặp mặt. Giọng nói nghe không được vui vẻ lắm, cùng với người hôm qua nói chuyện với cô thật giống như hai người. Trong lòng Hoan Nhàn hơi thấp thỏm, mẹ chồng cô từ trước tới giờ không nhìn xa nhiều. Lần này bà lại muốn làm gì? Lúc đến nhà họ Thân, vừa đúng lúc tạnh mưa, Hoan Nhàn xuống xe đi vào phòng khách. Thích Dung Dung và Thân Thiếu Khang đều ở đây, nên mặt hai người đều nghiêm nghị. Thấy cô đi vào, ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Thấy một xấp giấy để trên bàn, Hoan Nhàn nước mắt nhìn cũng không để ý đến, chỉ dịu dàng chào hỏi. Cha, mẹ, hai người tìm con có chuyện gì? Nhàn Nhàn, trước hãy ngồi xuống. Thân Thiếu Khang vừa mới cất tiếng, Thích Dung Dung vừa nặng nề để ly trà xuống bàn vừa liếc nhìn ông. Ngồi cái gì mà ngồi, ông nói nhiều quá. Thần Thiếu Khang thở dài, thương hại liếc nhìn Hoan Nhan, cũng không lên tiếng nữa. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoan Nhan cũng không ngồi, chỉ cảm thấy thái độ của bà khiến cô thêm bất an. Tự mình xem đi, xem mình đã làm ra chuyện tốt gì. Ta biết, cái người phụ nữ này căn bản cũng không hiền lành gì. Hừ, còn gạt ta, cô muốn nhà họ Thân chúng ta không có còn cháu mà. Thích Dùng Dùng vừa giận dữ mắng, vừa đem xếp hồ sơ bệnh lý này thật dày quăng tới trước mặt Hoan Nhan. Chương 341, tìm như bị đào cắt. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Hoan Nhan không hiểu ra sao, cảm giác nóng hừng hực lan truyền khắp gương mặt. Cô đưa tay tùy tiện tóm được một tập giấy dày, có chút ngỡ ngàng. Cô giấu giếm bà cái gì? Tại sao bà lại nói cô muốn cho nhà cháu họ Thân không có con cháu? Có phải cô đã đồng ý với bà sẽ cùng A Hạo sinh thêm một đứa bé sao? Ngón tay dở ra tập giấy tờ thật dày kia, phía trên là một đoạn ta dài, toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp, cô xem không hiểu. Nhưng khi ánh mắt ngừng lại ở hàng chữ sau cùng như dòng bài vượng múa của thầy thuốc chính là kết luận báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trên. Vách thành tử cung bị tổn thương quá lớn, ống dẫn chứng bị teo, buồng trứng bên trái có sẹo. Những triệu chứng này đã chứng tỏ rằng cả đời này cô không thể nào mang thai được nữa. Một trận gió lạnh thổi tới, trang giấy trong tay cô rơi xuống trên mặt đất, tiếng trang giấy lật vàng lên phần vật. Trong lỗ tai cô cũng đột ngột vang lên từng hồi, từng tiếng ù ù, khiến cô không nghe thấy gì nữa. Cô ngã ngồi trên ghế salon mềm mại, lưng cũng trở nên cứng ngắc. Không trách được, không trách được khi cô nói với Thần Tống Hạo cô muốn sinh thêm đứa bé. Sắc mặt của anh lại lé lên vẻ mập mờ bất định như vậy. Không trách được, thái độ khác thường của anh từng lần, lần đều kiếm cớ cự tuyệt cô. Thì ra là anh đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn cố giấu cô, không thể tiếp tục làm mẹ lần nữa. Cô đã mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Tại sao cô không nói gì thế? Hừ, cô thật là một người độc ác mà. Đã không thể sinh con, còn vây quanh A Hạo để lừa gạt nó. Cô cho rằng cô nắm giữ được trái tim của con trai tôi, cô sẽ không phải lo nghĩ về cuộc sống sau này. Tôi nói cho cô biết, tôi đẻ ra nó, tôi hiểu nó rất rõ. Nó có thể bỏ rơi cô một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô không thể sinh con cũng không sao cả. Những cô gái muốn sinh con cho con trai tôi còn xếp thành hàng dài kia kìa. Người nào đó đem so sánh với cô cũng không hề kém hơn. Thích Dùng Dùng nói một tràng dài như vậy, miệng khô lưỡi khô, liền uống mấy ngụm nước ừng ực. Vừa ngẩng đầu, lại thấy Hoan Nhàn giống như một bức tượng gỗ ngồi ở chỗ đó. Không nói câu nào, trên mặt cũng không có một chút xíu biểu cảm. Lòng không kìm được cơn bực tức, liền nặng nề vỗ bàn một cái. Bà vừa chỉ vào Hoan Nhàn vừa mắng mỏ. Ái chà chà,
quả nhiên cô vẫn còn muốn làm phản mà. Nói thế nào đây tôi cũng là trưởng bối của cô đấy. Trưởng bối nói chuyện với cô liền có thái độ này sao? Bà muốn tôi có thái độ gì đây? Ngẩng đầu lên, Hoan Nhàn thư thả, bình tĩnh nhìn bà, chậm rãi mở miệng. Không thể sinh con là lỗi của tôi, nhưng bà nghĩ tôi muốn như vậy sao? Tóm lại, bà mắng tôi cũng được, đánh tôi, hận tôi cũng được. Tôi chỉ biết là, dù tôi chỉ có một đứa con là Đoạn Noãn, A Hạo cũng sẽ không buông tay tôi ra nữa đâu. À, ý của cô là muốn ra oai với tôi sao? Thích Dung Dung hai tay lại, hừ một tiếng lạnh lùng, tiếp tục nói. Tôi cho cô biết, từ trước tới giờ trong lòng tôi chưa bao giờ coi cô là con. Tôi luôn mong muốn A Hạo đuổi cô đi, để tôi còn có thể bắt buộc nó đi vào khuôn khổ. Nếu như bà cảm thấy có thể làm được như vậy, bà cứ việc quản con trai bà đi. Nếu như A Hạo quả thật bởi vì tôi không có cách nào sinh thêm cho anh ấy một đứa con trai nữa mà nảy sinh ý nghĩ không cần tôi nữa, vậy tôi đành chấp nhận mình đã yêu sai người mất rồi. Hoàn Nhàn có chút kích động, cô tùy tiện của cái túi đứng lên. Bên ngoài phòng khách, mây đen nặng nề, những giọt mưa lại bắt đầu tí tách rơi xuống. Nhưng Hoàn Nhàn không muốn lán lại lâu ở trong phòng này. Cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức, vĩnh viễn đi khỏi cái nơi làm cho người ta bị nghẹt thở kia. Cô đứng lại đó cho tôi. Thiếu Khang, ông xem đi, bản tính của người phụ nữ này đều đã lã lộ ra hết rồi đó. Tôi đã nói, không có người đàn bà nào không tham tiền tài, không có người đàn bà nào không tham vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Thân chúng ta. Ông xem một chút thái độ của cô ta, một phụ nữ không thể sinh con, còn vọng tưởng an ổn sống ở nhà giàu có, nghĩ cũng thật là buồn cười. Dung Dung, à nói ít thôi, chuyện này Nhan Nhan cũng vừa mới biết, trong lòng con bé cũng đã rất khó chịu rồi. Thần Thiếu Khang thở dài, nói thật ông rất hài lòng với người con dâu này, chẳng qua là ở những gia đình danh môn như nhà họ Thân này, việc không thể sinh con, nói chính xác, không thể sinh được người thừa kế, rất khó có địa vị vững chắc ở gia tộc đây. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù Thích Dung Dung làm chuyện quá đáng, làm cho ba mẹ cũng không vui, nhưng vẫn còn gắng gượng bảo vệ được vị trí thân phu nhân. Chẳng qua cũng bởi vì bà sinh cho nhà họ Thân đứa con trai duy nhất, Thần Tống Hạo mà thôi. Thần phu nhân. Hoan Nhàn tức giận khiến toàn thân run lên, cô vẫn cố nén xoay người lại nhìn bà. Hiện tại, A Hạo công việc bận rộn đến bẻ đầu sức chán. Thân thị gặp phải nguy cơ lớn như vậy, bà nếu đau lòng cho con trai của mình, cũng nên không nên đúng lúc quan trọng này dồn cho anh ấy thêm ấm ức. Bất kể như thế nào, đợi đến khi chuyện này qua đi, bà muốn đối với tôi như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cầu xin bà đừng có để cho A Hạo bị lầm vào cảnh, đổ thêm dầu vào lửa. Nhàn Nhàn nói rất đúng, hiện tại chuyện đủ lớn chừng nào đi nữa cũng không to bằng mối nguy cơ hiện nay của chúng ta. Dung Dung à, bà nên phân trả phải trái cái gì nặng, cái gì nhẹ cho rõ ràng. Nếu như thần thị kết thúc, chúng ta cũng không thể sống yên ổn. Đến lúc đó sẽ phải làm sao đây? Chuyện này, chiếc khách cứ tạm gác lại đã, cũng không cho phép bất kỳ ai ở trước mặt A Hạo nói ra nửa chữ. Còn nữa, Dung Dung, bà hãy mang cổ phần của mình ra đây. Còn tôi cũng mang toàn bộ cổ phần của tôi để toàn lực ủng hộ cho A Hạo. Thích Dung Dung vừa nghe thấy lời nói này, không khỏi nhíu mày lại, hướng về Thần Thiếu Khang. Bà chanh chừa mở miệng kể khổ. Thần thị cũng không đến nỗi phải thất vọng như vậy đâu. Cổ phần của tôi, ông cũng đừng có mơ động đến một phần. Cho dù cha của ông lúc còn sống cũng không muốn gặp tôi cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Nhà họ Thân từ trước tới nay chưa từng nghe nói phải dựa vào phụ nữ để thoát khỏi khó khăn. Tôi còn có bữa tiệc nên đi trước. Chuyện này trước hết tôi sẽ tạm gác lại. Nhưng đợi đến khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ củng cố tính toán sau. Thích Dung Dung dứt lời, liền xoay người đi lên lầu trang điểm. Hoàn Nhàn nhìn bà rời đi, lại nghe bà đồng ý tạm thời, không đi nói cho A Hạo biết chuyện cô biết mình không thể mang thai được nữa. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người lại, thấy Thần Thiếu Khang mi tầm nhíu chặt, ngồi ở chỗ đó thở dài không ngừng, ngượng cười. Bà, con đi về trước đây, bà hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Cô nói xong, không đợi Thần Thiếu Khang trả lời, liền sải bước đi ra khỏi phòng khách. Những lời nói lạnh nhạt lẫn làn gió lạnh buốt như đọng lại trên mặt của cô chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên tựa thân tựa khổ cũng run run một cái. Khí lạnh từ lòng bàn chân một đường quanh lan can đến buồng tim, khiến cô cảm thấy lạnh không chịu nổi.
Khi về đến nhà, quần áo trên người có vài chỗ bị dính ướt đã được hệ thống sưởi ấm trong xe hong khô. Chợt cô nhớ ra, mới vừa rồi khi đến nhà họ Thân, cô không nhìn thấy Noãn Noãn. Hôm nay là chủ nhật, trời lại mưa to. Ngày hôm qua Thích Dung Dung liền đem Noãn Noãn đón đi, mà nơi đó lại không thấy Noãn Noãn. Vậy con bé hiện đang ở nơi nào đây? Chương 342. Mẹ con không được gặp nhau. Hoàn Nhàn tay chân luống cuống đi gọi điện thoại. Sau khi bấm số điện thoại bên kia, cô vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch cuồng loạn. Noãn Noãn chính là mạng sống của cô, nếu như con bé xảy ra chuyện gì. Alo, ba à, Noãn Noãn đâu rồi? Hoàn Nhàn vừa nghe thấy tiếng Thần Tiếu Khang, lập tức hỏi dồn dập. Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, tiếp theo là một tiếng thở dài. Nhàn Nhàn à, con đừng sốt ruột, con cũng biết rồi đấy, mẹ của con... Con người của bà ấy tuy nói năng chưa ngoa, nhưng tầm mềm như đậu hũ, bà ấy nói tạm thời không để Noãn Noãn gặp con. Thật ra thì cũng chỉ là nói lẫy, cho bà ấy hết giận, bà lại tiếp tục khuyên nhủ bà ấy. Tại sao lại không cho con gặp Noãn Noãn? Con là mẹ của Noãn Noãn, tại sao bà ấy lại không cho con gặp Noãn Noãn? Hoàn Nhàn phát điên giống lên, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lồng ngực bị lời nói của Thần Thiếu Khang ép đến mức sắp không thở nổi, sắp hít thở không thông. Bà ấy còn đang tức giận bởi vì chuyện vừa rồi. Nhan Nhan, con đừng vội mà, nhất định hai ngày nữa Dung Dung sẽ nguôi thôi, con đừng lo lắng. Nếu bà ấy không đem trả Noãn Noãn, hôm ấy bà tự mình đem Noãn Noãn đưa trở về cho con, có được hay không? Con đừng miễn cưỡng bà ấy được không? Bà sợ nếu dồn ép quá thì bà ấy sẽ buông A Hạo và con xa nhau. Con cũng biết tình thế hiện tại mà. Bà, cảm ơn bà. Hoàn Nhàn vô lực mở miệng, cô bấm chặt lòng bàn tay. Sao có thể ngu như vậy được chỉ? Tại sao vừa rồi cô không đón Noãn Noãn trở về nhà chứ? Noãn Noãn hiện tại đang làm gì vậy ba? Con bé bắt đầu bước vào cuộc thi đầu tiên của năm học thứ nhất. Ba, con xin ba hãy nói với mẹ để mẹ hướng dẫn cho Noãn Noãn làm bài tập nhiều hơn. Được, bà sẽ nhớ kỹ, con không cần quá lo lắng. Không ngờ Dung Dung đối với cháu gái bé bỏng Noãn Noãn lại cực kỳ thương yêu. Một ngày không nhìn thấy con bé liền không ngừng nhớ nhung. Ban nãy, lúc con đến đón, Noãn Noãn còn đang ngủ trưa, chắc bây giờ nó cũng đã thức giấc rồi. Bà, có ba ở đấy là con an tâm, nhưng mà Noãn Noãn được nuông chiều sẽ hư, vì vậy mọi người không nên cưng chiều cháu quá. Yên tâm đi, con bé rất hiểu chuyện, lại rất lễ phép, học tập lại thông minh, có ai lại không hiểu cơ chứ? Cảm ơn bà, vậy còn cúp máy đây. Hoàn Nhàn nói xong, liền cúp điện thoại đứng mãi ở nơi đó. Không biết cô đã đứng bao lâu, đột nhiên cô chạy đến cầu thang xông thẳng lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt nhìn về phía trên đầu giường. Nơi đó đang treo một bức hình của Noãn Noãn thật lớn. Tấm hình này lần trước là Thần Tống Hạo mang về, tràn đầy một gian phòng. Tất cả đều là hình con gái, đây là khuôn mặt của Noãn Noãn cười cười rực rỡ. Noãn Noãn! Hoàn Nhàn lập tức ngã ngồi dưới đất, cô bụng bị mặt lại, không khống chế được khóc nức nở. Cô chỉ là một người mẹ bình thường, một lòng thương yêu con cái. Coi con gái như chính là sinh mạng của mình mà thôi. Cô sẽ cố gắng hòa nhã, nếu không Thích Dung Dung sẽ không cho phép cô gặp Noãn Noãn. Còn về phần Noãn Noãn, chắc chắn bà cũng không vì thế đối xử bạc bãi với cháu gái. Nhưng mà nếu như Noãn Noãn không thấy mẹ, con bé có khóc hay không? Nếu buổi tối gặp ác mộng, sẽ có ai ôm con bé vào trong ngực mà an ủi? Hoàn Nhàn cứ suy nghĩ, cô có giúp ở trên sàn nhà, ôm đầu gối thật chặt. Chỉ cần nghĩ tới Noãn Noãn, nghĩ đến chuyện ăn uống của con gái. Không biết nó có ăn được không, mặc có ấm không. Cô lại từng lần cảm thấy đau lòng, nước mắt lại rơi xuống, không ngừng. Nhưng mà cô không dám đi tìm Thích Dung Dung, bởi lẽ bà là một người không tuân theo những đạo nghĩa thường ngày của người phụ nữ. Ở trong mắt bà, e rằng nếu đem toàn bộ thân thị để so sánh, thì việc bà mặc, trang điểm xinh đẹp cùng với những mệnh phụ phu nhân giàu có là quần áo lần lượt, trang sức khắp người sau khi uống xong bữa trưa trưa sẽ đi đánh mặt trược, ấy mới thật sự là quan trọng. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của A Hạo lúc buổi sáng, lúc ấy vẻ mặt của anh đầy bất lực, tâm tư của anh hiện giờ đang rối loạn như vậy. Cô không thể để cho anh phải chịu cảnh lửa cháy lại đổ thêm dầu. Không cho gặp thì cũng không được gặp rồi. Còn cần chỉ cần con gái khỏe mạnh, cô cũng thấy đã thỏa mãn rồi. Hoàn Nhàn không biết mình đã khóc bao lâu, cô đã ngồi ngây ngẩn bao lâu.
mãi đến lúc tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngớt dần rồi tạnh hẳn thì cô tỉnh ngủ. Trong phòng ánh sáng chỉ lờ mờ, cô nhận thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại, trên người là chiếc áo ngủ mềm mại thoải mái. Đôi mắt còn ngái ngủ, cô xoay mặt đi tìm bốn phía. Quả nhiên là cô nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng ở ban công, trái tim đau xót, cô nhẹ nhàng mở miệng. À Hạo! Cô khóc đến khàn cả giọng, tiếng nói vừa phát ra, âm thanh khàn khàn nghe như bị mất tiếng, dây thanh quản va chạm thật khó chịu. Thần Tống Hạo nghe thấy tiếng kêu gọi yếu ớt kia, cuống kít dập tắt tàn thuốc. Anh xoay người, bước nhanh tới bên giường của cô. Em tỉnh rồi à? Anh thế nào đã trở về đây, không phải làm thêm giờ nữa sao? Cô cầm tay của anh, có chút bất an. Chẳng lẽ cô đã khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi trên sàn nhà, vừa vặn để anh bắt gặp. Hôm nay, anh muốn ở cùng em. Anh cầm cổ tay của cô, bao nhiêu phiền não trong lòng đều vứt bỏ. Bận bịu suốt một buổi chiều, vậy mà vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối của sự việc. Thần Thị vốn đã xây dựng các mối quan hệ xã hội tới từng vị trí lãnh đạo chủ chốt quan trọng. Nhưng dường như có cùng ước hẹn, họ đều phái người mang tiền nhất đem trả lại. Anh không ngốc, biết trong chuyện này nhất định là có người cố ý chĩa mũi nhọn vào Thần Thị. Mà mục đích, đến người đi đường cũng biết thật rõ ràng, phá hủy Thần Thị. Vâng, anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay anh làm thêm giờ nhiều như vậy, chắc là mệt mỏi lắm. Cô cứng cỏi cười vui, giơ tay lên vuốt ve trên mặt của anh. Trái tim từng hồi co rút đau đớn, rồi nhanh chóng bao phủ khắp người cô. Thật mà chết đi được, anh cũng không muốn làm. Anh mở miệng cười, dứt khoát ôm cô cùng nhau nằm ở trên giường, nhắm mắt, mệt mỏi lầm rầm. Nhan Nhan, em nói xem, nếu như anh không làm cái chức tổng giám đốc, không có thân phận hiền hách như bây giờ, cũng không có nhiều tiền như vậy, em có còn nguyện ý gả cho anh nữa không? Hoàn Nhàn không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh là thân Tống Hạo, chỉ cần anh vẫn là thân Tống Hạo, chỉ cần em vẫn còn là Hứa Hoàn Nhàn, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, vẫn yêu mãi mãi, yêu đến cho ngày chúng ta cùng nhau chết đi. Thật ra thì cô đã biết hết mọi chuyện. Buổi sáng đi công ty, đụng phải Trần Nhị một cái gần như bẻ đầu sứt chán. Từ lời nói của anh, cô mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chính là vấn đề về mảnh đất kia. Cô mấy ngày nay bận rộn quá, cũng quên không hỏi ca ca xem. Ngày đó Lâm Thiến tìm cô ấy, đến lượt cùng là muốn cái gì? Tại sao mọi chuyện lại ồn ào tới mức như vậy? Nhan Nhan, nếu như anh sớm hiểu ra một chút, nhất định sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lòng Thần Tống Hạo thật xúc động, cũng là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh vẫn luôn mong đợi, vẫn luôn khát vọng sẽ có một người chỉ thuần thuần túy túy yêu anh mà không hề có một chút xíu vụ lợi trong tình cảm đó. Chương 343, tuyệt đối không buông tay lần nữa. Hiện tại vẫn chưa muộn mà, chứ vì anh trai em lớn tuổi không hấp dẫn nữa. Cô cố ý cười nói dí dỏm, muốn để cho anh thả lòng một chút. Nếu anh đã không muốn nói tới những chuyện kia, chắc là vì anh sợ cô lo lắng. Nếu đã như vậy, cô sẽ phối hợp với anh, giả bộ như cái gì cũng không biết. Em lại nói lung tung gì đấy? Anh kéo cô nằm sát lại, cằm khẽ, khè khẽ cọ lên mái tóc mềm mại của cô. Khi anh trở về, nhìn thấy em ngồi dưới đất ngủ say, mà trong tay vẫn ôm ảnh của nó noãn là sao vậy? Hả? Thật vậy sao? Có lẽ do ngày hôm nay không nhìn thấy Loan Loan nên em nhớ còn quá thôi. Ừ, Loan Loan ở nhà ba mẹ em lúc nào cũng có thể đến chơi với con mà. Vâng, hôm nay em cũng vừa mới đến đó, con bé mải mê vui chơi quên hết cả trời đất. Hoàn Nhàn nhích thêm vào ngực Thần Tống Hạo, mặt áp sát vào lồng ngực, chợt nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vọng tới. Anh yên lặng, cố không nói gì. Sau đó rất lâu, lúc màn đêm đen đã đặc bao trùm không gian, anh chợt mở miệng. Nhan Nhan, hay là tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ đi. Cái gì? Tháng sau? Còn có 17 ngày, trái tim Hoàn Nhàn lập tức còi rút lại. Cô nhớ tới tập bệnh án dày cộp kia, nhớ tới những lời tuyệt tình của Thích Dung Dung đã lăng nhục và giễu cợt cô ra sao. Nhớ tới những lời cô đã nói đối đáp với Thích Dung Dung thế nào. Cô chợt đem Thần Tống Hạo đẩy ra, nhưng lúc tách ra cô mới nhận thấy mình luống cuống. Vừa ngẩng đầu, cô thấy trong ánh mắt nét thoáng bi thương. Hoàn Nhàn cảm thấy đau lòng, không nói lên được lời, vành mắt đột nhiên đỏ ửng.
Cô nên nói với anh thế nào đây? Là cô làm sao có thể mặt dày mặt dạn ở bên anh đây? Cô cần phải làm gì để đối mặt với những áp lực mà người mẹ ruột thịt của anh gây ra? Cô nên làm thế nào để có thể vượt qua được sự áy náy và tự trách của bản thân mình đây? Em không bằng lòng ư? Em vẫn còn giận anh sao? Anh ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập nỗi đau thương. Động tác theo bản năng của cô khiến cho tim anh giống như bị một nhát dao tàn nhẫn đâm vào. Không, không phải vậy. Hoàn Nhàn lắc đầu, cô nén nước mắt. Anh biết là đã yêu anh, em muốn gả cho anh mà. Nhưng bây giờ... Anh cũng biết, từ trước đến nay em là người rất mẫn cảm. Anh cho em thêm chút thời gian có được hay không? Em đã sắp điều chỉnh được rồi, 2 tháng. À không, 1 tháng có được hay không? Có thể kéo dài thêm được bao lâu thì hãy cứ kéo dài thêm. Nếu chuyện cô đồng ý kết hôn đến tài thích Dung Dung, sợ rằng đến gà chó cũng không yên. Đúng vậy, bây giờ đang trong thời điểm nguy cấp, nếu làm cho anh bị phân tâm đến, dẫn đến sai lầm thì sẽ ân hận cả đời. Được. Thoát cái anh liền nở nụ cười, nắm tay cô. Bất kể bao lâu, anh cũng chờ em. Nhưng mà không cho phép em rời bỏ anh, không kết hôn cũng không cho phép em rời bỏ anh. Em làm sao có thể rời bỏ anh đây? Cô cười, cố kìm lại nước mắt đang trực trào ra. Cô ngẩng mặt hôn lên môi của anh. Thần Đống Hạo, em rất muốn cả đời này được ở cùng anh. Em dĩ nhiên là cả đời này sẽ ở bên cạnh anh, bởi vì anh đồng ý chấp nhận mình em là vợ của anh mà thôi. Anh hôn lại cô, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ tràn ngập sự dịu dàng. Cho dù bất kể trời có sập xuống, vùi lấp tất cả, hay bị lầm vào cảnh khốn khó, anh cũng tuyệt đối không bao giờ chịu buông tay cô ra nữa. Em hy vọng mình lại sinh thêm đứa con nữa, hy vọng giữa hai chúng ta không có một chút cách trở nào. Em hy vọng thật nhiều, hy vọng tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Em đã hy vọng sau bao nhiêu năm, cuộc sống của em từ nay về sau có thể an tâm được nắm chặt tay anh, không cần lo lắng sẽ có người nào đó đem anh đang ở bên cạnh em đẩy ra ngoài. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều là ảo tưởng. 5 năm trước em đã ảo tưởng, 5 năm sau em vẫn còn để mình đắm chìm trong mộng. Cho tới bây giờ, em thực sự mới hiểu ra mọi điều, mới thực sự hiểu ra rằng, bất kể em có cố gắng đến đâu, yêu anh đến đâu, mọi người đều nghĩ rằng em đã trèo cao, em không xứng với anh. Huống chi, em chỉ sinh cho anh được một đứa con gái. Ở nhà họ Thân này, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện con gái được giữ quyền thừa kế. Em không thể nào, không bao giờ từ bỏ địa vị là vợ anh, hay chấp tay nhường vị trí ấy cho người khác. Em không thể nào mang người đàn ông em yêu, nhường cho bất cứ ai. Em biết anh không bao giờ để ý, không thèm lưu tâm đến những chuyện này. Nhưng em biết rõ, nếu em ích kỷ tự cho mình cái quyền được sống cùng với anh, như vậy em sẽ mang cho anh những gì đây? Chúng bạn xa lánh, giữa nghiệm sỏ nghìn người, em là một người cao cao tại thượng như anh, trở thành người bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi cửa. Toàn bộ địa vị của anh đều bị người thay thế, ngay cả tư cách làm người đàn ông cũng bị mất. Thậm chí, đến ông nội đang nằm sâu dưới đất kia cũng sẽ chỉ vào người của Hứa Hoàn Nhàn này mà mắng mỏ, mắng em đã làm đứt huyết mạch của nhà họ Thân. Mắng em đã phụ lòng yêu thương của ông dành cho em. Hoàn Nhàn lập tức cắn đầu lưỡi, những lời nói thầm bén nhọn, đau đớn kia giống như là dòng điện, trong nháy mắt lan khắp toàn thân cô. Nhưng mà, bảo em rời khỏi anh, em tự nhiên không làm được. Bảo em buông tha anh, em cũng không làm được. À Hạo, anh hãy nói cho em biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Em không thấy được con đường phía trước, đó là một khoảng tối tăm. Em cũng không thấy được đường lui, bởi phía sau là bức hồ vạn trượng. Em cố gắng muốn nắm lấy tay của anh, nhưng lại vẫn kém một chút xíu. Nếu như em sớm biết rằng yêu mệt như vậy, ngày ấy em có nên gặp anh hay không đây? Nhưng nếu em không gặp anh, cuộc sống này của em có phải hay không cũng chỉ là cục diện đáng buồn. Cô cảm thấy trong miệng tràn ngập vị đắng chát, vừa ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện từ trong mắt anh từng giọt lệ đang lăn xuống. Cô hiếm khi thấy anh khóc, một người kiêu ngạo như anh, ngang ngạnh như anh, phóng túng như anh, nhưng vì cô cũng đã mấy lần rơi lệ. Anh làm sao thế? Cô đau lòng ôm lấy anh, chợt bị anh lật người đặt phía dưới. Những chiếc hôn giống như những hạt mưa rơi khiến cô tề tề dại dại. Anh bỗng có dự cảm xấu, chúng ta bây giờ đang hòa thuận như vậy, nhưng anh lại rất sợ, sợ rằng sự hòa thuận ấy lại giống như một mũi dùi phá tan giấc mộng.
sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra, em lại biến đi bật vô âm tín. Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta ra khỏi nước, tìm một chỗ yên tĩnh. Chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ, có được hay không? Vâng, anh nói gì em cũng đồng ý. Cô cười, nhưng là nụ cười rơi nước mắt. Cô đưa tay ôm cô anh, em thân thể anh kéo xuống, cùng mình dán chặt ở chung một chỗ. Nếu như tách ra là điều tất nhiên, thì không cách nào cưỡng lại số mạng. Nếu quả thật như vậy, trước khi tình yêu tàn vỡ, cô sẽ liều mạng lưu luyến giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Bất kể ngày mai, cô có chết cũng cam lòng. Phòng làm việc của thị trưởng. Ai cho phép cô làm như thế? Là ai chấp thuận cho cô làm cái chuyện lạm dụng quyền chức của tôi mà quyết định lung tung? Đặng Quang Duệ nhìn văn kiện trước mặt, rốt cục không nhịn được vỗ bàn một cái đứng lên. Quang Duệ, không phải là ngài đã đồng ý cho em toàn quyền phụ trách mảnh đất kia sao? Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như ngày thường, nhẹ nhàng ôm hông, đè mặt áp vào sát ngực của lão. Nhưng không ngờ, Đặng Quang Duệ thái độ khác mọi khi, đem cả người cô đẩy ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có trận mưa to. Chương 344, bắt được điểm yếu của thần Tống Hạo. Cô to gan thật, có phải cô nghĩ muốn phá hủy tiền đồ của tôi thì mới cam tâm? Tôi mới đi có một tuần lễ, cô liền tặng cho tôi một món quà thật to. Bí thư từ tháng sau sẽ trở về, chuyện này thân thị đã đưa lên tới tỉnh ủy. Tôi cho cô biết, Lâm Thiến, nếu tôi không qua được cửa ải này, nhất định tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Anh sợ cái gì? Lâm Thiến nhìn dáng vẻ thở hào hển của ông ta như vậy không khỏi cười lạnh. Chuyện do tôi làm liên quan gì đến anh? Tôi cũng cho anh biết một thần thị tính là gì. Phải biết chuyện này tôi dám làm cũng không tính chưa đường sống lại cho công ty đó. Không chưa đường sống vẹn toàn. Không phải cô không biết mới vừa có một hội nghị quan trọng kêu gọi thương nhân. Bí thư Từ dặn đi dặn lại phải hết sức nâng đỡ các công ty bên ngoài đầu tư vào. Có thế thì kinh tế của chúng ta mới mau chóng phát triển. Cô làm như vậy, làm sụp đổ một công ty lớn không bàn đến. Nhưng cô khiến người ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào về chính phủ chúng ta? Tôi mặc kệ quản nhiều như vậy, tôi chỉ biết nếu thân thị sụp đổ, trong lòng tôi thật thoải mái. Lâm Thiến mặc kệ về mặt giận dữ của ông ta, chỉ lời nhác mở miệng nói. Cô lập tức đem tài liệu dự thảo, đã bàn bố rút lại cho tôi, thừa dịp hiện tại chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Thay đổi xoành xoạch, đúng là tôi bàn bố cái này ra ngoài, bây giờ thu hồi lại, ông không sợ người ta nói thị trường đặn một chút quyết đoán cũng không có sao. Lâm Thiến, cô đừng quên mình chỉ là một thư ký nhỏ nhỏ, tôi muốn làm gì, khi nào tới phiền cô để ý tới. Đặng Quang Duệ tức giận giơ tay lên cua một phát, đem tất cả ly tách, sổ sách giấy tờ trước mặt ào ào rơi trên mặt đất, tiếng thủy tinh bẻ, giấy tờ bày tứ tán lộn xộn cả phòng. Bây giờ thì thị trưởng Đặng nói như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Ngày thường ở trong phòng tôi, trên giường tôi, thị trưởng Đặng lúc nào cũng nói, đem tất cả thành phố tặng cho tôi thì đến mắt cũng không nháy. Hiện tại chỉ vì một mảnh đất liền trở mặt không nhận người, dạy dỗ lại tôi nữa. Lâm Thiến ưu nhã ngồi trên ghế salon, dùng giày cao gót nhọn đá mấy thành mảnh thủy tinh dưới đất. Cô nhìn Đặng Quang Duệ chè môi nói. Trước khác bây giờ khác, tôi không muốn dây dưa với cô. Đặng Quang Duệ cào mặt chán ghét nhìn cô một cái, đi qua bên gọi điện thoại. Tiểu Triệu, buổi sáng thư ký Lâm đưa cho cậu một phần văn kiện. Thị trưởng Đặng, ngài có muốn nhìn qua dáng vẻ ngài khi ở trên giường tôi không? Lâm Thiến không nhanh không chậm mở miệng, ngắm nghía đôi tay bàn ngọc của mình, cũng không ngẩng đầu lên cười nói. Ngài thử nói xem, nếu tôi đưa cho Bí Thư Từ, Bí Thư Trần, lại gửi thêm các bộ trưởng, cục trưởng trong tỉnh xem chúng ta đang tập tành làm diễn viên, hậu quả ra sao nhỉ? Đặng Quang Duệ nhanh tay bịt kín ống nghe, đợi đến khi Lâm Thiến dừng lại, hắn mới ầm trầm nói. Tiểu Triệu, cậu đi trước đi, có việc gì tôi sẽ phân phó lại. Đến tận cùng cô muốn làm cái gì? Hai tay hắn nắm chặt đẩy trên bàn, nhìn người phụ nữ diềm dúa lè lẹt, chỉ hận không thể đem cô bóp chết. Tôi nào dám làm cái gì, chỉ cần thị trưởng ngay đây không làm cái gì, tôi tự nhiên cũng không làm gì. Cô không sợ tôi tìm người giết cô sao?
Đặng Quang Duệ nhíu chặt hai hàng lông mày, căn từng chữ từng câu lạnh lùng nói. Ô, thì nói gì chúng ta cũng ngủ với nhau lâu như vậy, tục ngữ nói không sai, một ngày ân ái vợ chồng, trăm năm. Thị trưởng, ngài đồng ý chứ? Lâm Thiến ngậm giận, mảng oán liếc nhìn hắn, ủy khuất nói. Cô rốt cuộc muốn sao đây? Đặng Quang Duệ phiền não, giận dữ vỗ bàn, lạnh lùng quát to. Không muốn cái gì, chỉ muốn mượn tay thị trưởng cho thân thị một cú nặng nề mà thôi. Lâm Thiến trên mặt tràn ý cười, giọng nói êm ái nhưng bên trong lại mang theo âm điệu ác độc. Không thể nào, cô phải biết chuyện này nếu tiếp tục sẽ làm to không có đường lui. Tôi và đều sẽ chết. Đặng Quang Duệ thật sự không hiểu người phụ nữ này tại sao lại cố chấp kỳ cục đến như vậy. Cô ta nên hiểu rõ, cố ý lợi dụng chức quyền từ lợi việc riêng, cầu kết hại người, kết quả thì chỉ tìm đường chết. Cho dù chết, chúng ta cũng có người chống lưng, không phải sao? Huống chi là ai chết, vẫn còn chưa biết được. Để tôi cho ngài biết một tin, mọi chuyện là do tôi và chủ tịch công ty LN, ngài William cùng bày kế. Chỉ cần chính phủ ra mặt cưỡng chế thu mua lại mảnh đất này với giá thấp, ngài William lập tức sẽ trả giá gấp đôi mua lại. Đối với chính phủ, tài chính cũng không bị tổn thất mất đi đồng nào. Ngược lại, còn có thể để cho các người kiếm được một số lớn. Tôi nghĩ khi bí thư Từ quay trở lại cũng sẽ tán thành. Đặng Quang Duệ nghe câu này không khỏi xoay người sang chỗ khác. Lâm Thiến nhìn mặt hắn có chút dao động, liền rèn sắp khi còn nóng. Ngài William còn nói chỉ cần ngài đồng ý làm như vậy, ông ta sẽ mở một tài khoản lớn ở nước ngoài cho ngài đứng tên 100 triệu đồng. Quang Diệu, cơ hội tốt như vậy, không nên bỏ lỡ, qua rồi sẽ không còn lần sau nữa. Hơn nữa, ở thành phố nào lại không có mấy người làm quan đầu cơ trục lợi, mua đi bán lại. Nhưng bí thư Từ đã gọi điện cho tôi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo tôi phải thu tay lại. Lại nữa, còn hơn tháng nữa ông ấy sẽ trở về. Trong một tuần lễ, thân thị không ngừng xúc tiến các mối quan hệ xã hội. Nếu lớn chuyện ra, không thể nghi ngờ chúng ta hẳn phải chết. Thân thị không phải trong tay còn 3 hạng mục xây dựng của chính phủ sao? Quang Duệ, anh ấy chỉ cần gây một chút áp lực nhỏ nhỏ, bọn họ làm sao còn sức lực và tiền bạc đi quan hệ xã hội? Chỉ cần bọn họ một khi không chịu được thỏa hiệp, bên kia ngài William lập tức ra tay. Theo tôi thấy, kết cục bây giờ đừng nói một tháng, không đầy nửa tháng, thân thị tất nhiên không gồng gánh nổi, nhếch nhác chạy trở về Singapore thôi. Cô cho rằng thân Tống Hạo là người ngu ngốc mặc cô tính toán. Hắn ta trẻ tuổi mà dễ dàng đạt tới vị trí bây giờ, nếu không có một chút tâm tư suy nghĩ, chủ tính, không có một chút bản lãnh thật sự, sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy, anh có biết điểm yếu của thần Tống Hạo không? Lâm Thiến nghe hắn nói cũng không bận tâm, thấp giọng nở nụ cười hỏi lại. Điểm yếu là cái gì? Đặng Quang Duệ phiền não, hai hàng lông mày vặn chặt nhau, nhìn Lâm Thiến cố làm ra vẻ bí ẩn. Chứ làm ra vẻ với tôi, đừng dòng dài nữa. Nói. Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này đừng nói một thần thị. Nếu muốn cái mạng của anh ta, thì mắt nháy cũng không cần phải nháy. Anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội nữ sắc như vậy, không phải điểm yếu thì là gì? Hết chương 344, hết tập 34. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.